kênh với mình. Mời các bạn ăn bún đậu mắm tôm nha. Này, nhà tự mình làm. Ngon chưa? Mời các bạn nha. Mình ăn thử bún này, nhà mình tự quấn bằng quấn cục vậy. Cục bún và một cục đậu chấm mắm tôm. Mời các bạn nha. Nè, mời các bạn miếng. Ngon quá. Rau, sống, cá, thịt luộc. Mời các bạn lâu lâu mình ăn làm món thịnh soạn muốn đồng quê. Dưa leo ăn có thể. Các bạn muốn thử không? Thử mình vui trời. Tắt ra, dừng lại cho giòn. Tắt ngon. Các bạn ơi, có thêm một cái ly sữa đậu này. Mình đá. Cảm ơn các bạn nha, mời mặt cả nhà nha. Ăn miếng thịt nha. Thịt luộc. Ngon. Hết sảy. Cái món này là rồi tiệm tao bán cũng có các bạn, nhưng này cái món cũng như theo kiểu người Bắc, kiểu người Bắc ăn mà ngon lắm, dễ làm nữa. Các bạn nào ấy làm ăn thử ngon hết sảy. Con bỏ 7 luôn á. Cái này con giá mình kèm theo nè. Dưa nữa. Mời các bạn nha. Mời các bạn miếng. Mỗi lần chấm miếng nha. Rồi. Mời các bạn nha. Ngon quá. Đậu hũ nữa nè. Đậu hũ chiên giòn rậm ngon ghê. Rau sống kèm vô. Nhức nhói quá à. Dưa ngon quá. Bún vô. Đậu hũ vô. Ngon nhức nhói.
không thể tả luôn các bạn ơi. Món giản dị thiệt, ăn rất là ngon. Món thịt luôn. Quá vậy. Ngon lắm các bạn. Lâu lâu mình làm đổi nó ha, món này món kia, lâu lắm rồi mình ăn lại món này. Tại mình lên tiệm mình ăn thôi, mình chưa có làm ở nhà là ăn. Hôm nay làm thử ăn cho nó đã cái miệng coi. Mình làm vậy chứ cái vui mừng mâm này các bạn thấy bự không, chứ chắc anh nổi ra nó bự quá. Ngon quá. Nhưng mình ăn cái chiều quá, chiều mới ăn chậm nữa. Ngon quá. Cái thịt này nè các bạn, mình mua bắp, bắp giò về luộc nó mềm ghê, mà nó nạt nữa, nó có mỡ mà mà không à. Còn giò hủ á, mình mua miếng về mình xắt ra làm sáo, mình chiên cục cục nhỏ nhỏ vậy, nóng nó giòn ha. Còn bún mình mua về mình cuộn, cuộn từ cuộn các bạn ơi, cuộn từ cục vậy chứ không có bún kia. Dầu sống, dưa, giá. Nhiều quá. Món này là món của người Bắc. Đúng miếng nha. Để làm món tôm có hai chép, nó cay kiểu nó, tại mình ăn cay không có gì, không có được, dở lắm. Rồi các bạn cục bún với lại đậu hũ đi ha. Rồi chấm cho miếng mắm tôm rất là ngon. Mời các bạn nữa nha. Cái mẹ ăn kèm với sống á bạn, ngon. Rồi quế. Mình ăn có mình thôi, còn ăn cho mình nó ăn ăn cơm đúng không nè, không có ăn ở ăn đậu hũ ha, chứ ăn rau không có ăn rau như mình. Ăn đậu hũ nó chấm mắm cơm thì được, còn ra rét không có ăn. Nhức nhói ngon quá.
rồi các bạn ơi, như đây mình làm rất là nhiều để mình chiều mình ăn, chứ giờ hả no quá rồi, ăn hết nổi để chiều ăn tiếp. Thì cái clip của mình làm đến đây cũng đã chưa hết rồi các bạn ơi. Thì nếu các bạn có thích kênh của mình thì hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ, comment nha các bạn, và nhớ bấm chuông để nhận những cái video mới nhất của mình nha. Mình sẽ bấm cho hai trái tim. Bye bye các bạn, hẹn các bạn ngày mai nha. Nhiều quá. Mai ăn tiếp, chiều ăn tiếp chứ, quên lộn, chiều. Bye bye.